Cao nhân hôm nay có một cái trang phục rất là lạ so với lại những cái trang phục trước đây mà đã xuất hiện trên truyền hình. Thì ở đây là có, tức là trong cái đại dịch này thì thấy cái trang phục mình, người bình thường mình sẽ gọi là trang phục, còn cao nhân thì sẽ gọi khác các bạn thưa các bạn. Thì ở đây sẽ có thêm một cái khẩu trang và một cái vành ở trên đầu. Thì xin hỏi cao nhân là cái ý nghĩa của cái ở trên đầu mình gọi là cái gì hả? À, cái mấn. Dạ. À, cái mấn này là cái mấn nam. Dạ. Cái mấn nam, còn cái mấn nữ mà bên như quý vị thấy bên cô dâu mà hai ta hai đội cũng gọi cái mấn, nhưng mà người ta quấn cái cách khác. Dạ. Cái này gọi là cái mấn. Mấn nam. Mấn nam. Dạ. Còn đồ này gọi là đồ đạc. Đồ đạc ha. Đồ đạc. Dạ. Đó các bạn. Nay có vẻ như cao nhân hơi lạ à, đó. Mình sợ các bạn nhận không ra, thì đây là cái đó, cái trang phục của cao nhân. Đồ đạc của cao nhân. Đồ này gọi là đồ đạc. Dạ dạ rồi. Cao nhân ngồi nghỉ đi. Cái khẩu trang của cao nhân cũng tự chế luôn các bạn. Cái khẩu trang này. Cái khẩu trang. Đó. Cao nhân cũng là người rất là tuân thủ cái chỉ thị và đó, cái khuyến cáo của Bộ Y tế khi đã làm ra những cái khẩu trang như vậy. Chủ kênh Khám Phá Miền Tây xin phép được tặng cao nhân một cái khẩu trang chuyên dụng được không? Cái khẩu trang này là của cơ quan cấp cho phóng viên đi làm ha. Được. Dạ. Như là Phật. Dạ, xin tặng. Bần đạo xin nhận. Cảm ơn chủ kênh phóng viên Khám Phá Miền Tây. Thì những ngày này tốt nhất là ở nhà, nhưng mà vị cao nhân ở đây phải làm một cái giống như kiểu một cái nhiệm vụ ở trên phân công vậy đó, nên là cao nhân phải đi bốn phương tám hướng trong những ngày này. Mặc dù là cao nhân hôm nay mới là ngày đầu tiên mà cao nhân đi sau cái chỉ thị là cấm đi ra ngoài, hay là đi ra đường á, là dạ. Y tế khuyến cáo là đi ra đường nên đeo khẩu trang. Dạ. Để mình bảo vệ cho mình và cộng đồng. Dạ. Tránh lây nhiễm bệnh Vũ Hán ra ngoài cộng đồng. Dạ. Thì mình đó mình tuân thủ, nhưng mà bần đạo không đeo cũng đâu có sao đâu, nhưng mà dạ. Mình phải tuân thủ. Dạ đúng rồi. Mình phải tuân thủ. Mình vừa bảo vệ sức khỏe cho mình. Dạ, vừa đúng rồi. Bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng ha. Đúng rồi, mình bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Dạ. Đó. Cái khẩu trang này làm như nó hiệu quả, nó êm hơn. Ê, nhưng mà nó lại không có hợp với trang phục của đồ đạc của ấy của cao nhân ha. Cái kia nó màu nó hợp hơn. Thôi không sao, mình bảo vệ sức khỏe trước. Dạ. Được rồi, êm lắm. Xin hỏi cao nhân một chút xíu về cái chuyện trong cái thời gian qua, thì sau khi những cái clip mà được đăng tải lên đó, thì cũng rất phần lớn những cái bình luận thì rất có văn hóa để chia sẻ những cái lời vàng ý ngọc của cao nhân về mọi thứ ở trên vũ trụ này, trên trái đất này. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái bình luận mà người ta không có được hay ho lắm. Thì cao nhân có phiền lòng về những cái bình luận như vậy không? Và có lời khuyên gì đối với những người mà người ta hay chửi bới rồi thô tục ở trên mạng không? Không quan tâm đâu, giờ không quan tâm nữa. Tại vì mình không chấp thì mình không có rút mắt. Mình không có rút mắt thì mình không có phiền não. Còn khi mà cái chuyện nó tới rồi thì họ tìm bần đạo rất là khó, hay là tìm bần đạo xin một lời xin lỗi cũng khó. Bởi vì xưa con chẳng nghe lời, ngày nay con mới tơi bời xác thân. Bởi vì ngày xưa con chẳng chịu tu, ngày nay con mới lu bu tối ngày. Cái chuyện nó tới rồi thì họ tìm bần đạo khó lắm. Họ tìm bần đạo để họ có một lời xin lỗi. Trước kia tôi đã xúc phạm ngài, hay là tôi có nói những lời không phải, xin ngài tha thứ cho, thì rất là khó.
Thưa các bạn, thì ở trên mạng mà sau những cái video mình quay về vị cao nhân đây á, thì có rất nhiều, khoảng tầm trong 100 bình luận như vậy á, thì cũng có khoảng tầm gần cả chục bình luận nói những cái lời lẽ không có hay, thì mình hay gọi là tạo nghiệp đó. Thì mình cũng không hiểu các bạn đang suy nghĩ chuyện gì, tại vì vị cao nhân ở đây, nghề nghiệp của vị cao nhân ở đây các bạn có thể thấy là một cái công việc mà các bạn thấy là đi bán vé số, thì nó rất là một cái công việc rất là chân chính các bạn, cũng không có phải là trộm cướp hay là làm những cái điều xấu để đổi lấy miếng ăn đó. Thì mà mình không hiểu sao các bạn lại có những cái từ ngữ rất là thô tục, rất là thô, phải nói là mình xin lỗi các bạn, phải nói là rất là mất dạy đó. Mình cũng không hiểu mà các bạn suy nghĩ cái gì để mà nói ra được những lời như vậy ở trên mạng. Thì mình cũng rất mong các bạn có xem được video thì hãy là người xem video một cách văn minh nhất. Các bạn đừng có nên tạo nghiệp, nhất là những bạn mà chưa kịp suy nghĩ gì, chưa kịp xem nội dung người ta chia sẻ như thế nào mà các bạn lên các bạn chửi rồi nói những cái câu rất là khó nghe ở trên đó. Như vậy là mình khuyên các bạn không có nên như vậy. Như vị cao nhân nói, các bạn thốt ra những lời đó và sau này muốn tìm lại vị cao nhân để nói một lời xin lỗi thì đã muộn và rất là khó để gặp vị cao nhân nha các bạn. Không phải đơn giản mà gặp, phải là có một cái duyên các bạn mới gặp vị cao nhân đây. Thưa cao nhân, nghỉ bán vé số như vậy rồi thì cái công việc hàng ngày của cao nhân sẽ như thế nào? Thì nghỉ bán vé số bần đạo ở nhà. Ở nhà thì cúng kính tại gia. Dạ. Cúng kính tại gia thì ở nhà mình tự cách ly. Dạ. Tự cách ly ở nhà. Thì khi nào có công việc thì quan trọng thì bần đạo mới đi. Như ngày hôm nay thì bần đạo có công việc đi bốn phương tám hướng. Dạ. Thì hôm nay đã đến ở đây là dừng qua Lạc Hồng của thành phố Mỹ Tho, thì cũng có cái cơ duyên gặp được anh phóng viên chủ kênh YouTube đã phỏng vấn bần đạo. Thưa quý vị, thì anh chủ kênh YouTube rất là lịch sự, là người có tâm đạo rất là hay đó nha quý vị, và không nên xem thường, và người rất là có tâm đạo. Bần đạo cũng có xem qua những cái clip của anh đã đăng tải lên trên mạng, và tìm người thân cho anh hứa gì đó. Michael hứa. Dạ, Michael rồi, hứa. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cao nhân đã quan tâm. Đó, có xem qua cái clip đó. Anh rất là người có tâm. Đối với những người lang thang cơ nhở, ủng hộ cái gì đó giúp đỡ cho họ để vượt qua cái trong lúc khó khăn. Về tiền bạc cũng như với sự thất lạc của gia đình, để mà tìm lại về nơi tổ ấm để gia đình được đoàn tụ. Dạ. Và được hạnh phúc. Dạ. Rồi, xin cảm ơn cao nhân rất là nhiều đã quan tâm tới kênh Khám Phá Miền Tây, cũng như là có những cái lời khen cho chủ kênh. Rất là cảm ơn vị cao nhân. Sẵn đây cũng một cái mà trước giờ chủ kênh chưa có được thấy, và bây giờ khá bất ngờ khi thấy cao nhân gỡ cái mắt kiến ra. Thì cái này có hơi xâm phạm vô đời tư một chút xíu, là cái mắt của mình bị sao vậy thưa cao nhân? Thì bần đạo đang tiếp chuyện với phó anh phóng viên đang tiếp chuyện, thì từ đó tới giờ thì bần đạo không có tiết lộ cái chuyện này. Thì cái nguyên nhân đó, cái cơ duyên bần đạo có được như vậy thì không phải dễ, ai trên thế giới này không phải ai cũng có được. Bần đạo đã nhìn thấy một cái thiên nhãn, và cái quyền duy đã đến với bần đạo y như cái thiên nhãn đó. Mà thiên nhãn, thờ thiên nhãn tức là con mắt của trời, là con mắt trái. Tất nhiên là ở trần gian thường ta hay nói là giống cái này giống cái kia, nhưng mà bần đạo thì cũng giống nữa, giống cha giống mẹ. Thì thờ thiên nhãn tất nhiên là thờ cha, là thờ con mắt trái, mà thờ con mắt trái tất nhiên là thờ thầy, mà thờ thầy là thờ con mắt trái. Mà cái con mắt trái là biểu tượng của Thái Dương, còn con mắt phải là Thái Âm.
mà bần đạo có được con mắt trái là Thái Dương, mà Thái Dương là biểu tượng cho cha, thì bần đạo giống cha là Thái Dương, mà thờ cha là thờ con mắt trái, là thờ Thiên Nhãn. Bởi vì Thiên Nhãn là thầy, mà thầy chính là ngôi Thái Cực. Thái Cực sanh lưỡng nghi mới sanh tứ tượng mới sanh bát quái. Bát quái là càn khảm, cấn chấn, tốn ly, không đòi, mới phân ra bốn phương tám hướng. Khi trời đất hình thành đó là cái khí thanh nổi lên, cái khí thanh nổi lên là càn, càn tất nhiên là trời. Còn cái khí âm chìm xuống là khôn, khôn, khôn tất nhiên là địa, địa tất nhiên là đất, địa là đất, là trời đất phân chia ra mới sanh ra một muôn loài vạn vật. Rồi. Là tất nhiên á là thờ tất nhiên là thầy là các con, mà các con là thầy. Dạ. Là thờ Thiên Nhãn là như vậy. Thì bần đạo giống là giống cha, là dạ, con mắt trái biểu tượng cho Thái Dương. Dạ. Là tại vì lâu rồi, tại vì cái thầy cái bây giờ ở trên cho tiết lộ thì bần đạo chỉ tiết lộ như đó thôi. Dạ. Đó thì cũng có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại cao nhân lúc nói chuyện lại đeo kiếm đen, thì bây giờ các bạn có thể thấy được lý do rồi. Và cũng như vị cao nhân đây cũng chia sẻ với các bạn rồi ha. À, chắc là cao nhân chia sẻ tới đó thôi, mình cũng không có hỏi thêm là lý do tại sao lại như vậy ha. Thì nó rồi, cái đó là cái cơ duyên. Dạ, mà bần đạo có được. Dạ. Có được cái con mắt trái tất nhiên là con mắt trái là Thiên Nhãn, mà Thiên Nhãn là thờ, Thiên Nhãn là thờ con mắt trái. Mà con mắt trái biểu tượng cho Thái Dương, mà Thái Dương là con mắt của mặt trời, con mắt của trời, tất nhiên là trời cao có mắt. Dạ, rồi. Bên đạo thường gọi là trời cao có mắt là thờ Thiên Nhãn, là cái chân lý là như vậy. Dạ. À, đây hôm nay là các bạn có thể thấy được hai điều các bạn có thể thấy được ở cao nhân, là một là cái con mắt của cao nhân, thứ hai là cái mái tóc thật của cao nhân. Hôm bữa mà cao nhân thắt hai cái bím hai bên đó thì cũng có nhiều người thắc mắc là cái tóc cao nhân như thế nào, thì ở đây là tóc thật của cao nhân đây. Đó, các bạn thấy không? Này là cái hình ảnh rất là rõ ràng. À, xin hỏi cao nhân thêm một câu hỏi cuối cùng để cho cao nhân còn đi bốn phương tám hướng nữa, là có nhiều người hỏi là thì cao nhân ở đây với cái thầm hiểu biết gọi là rất là rộng, thì cao nhân có thể tiết lộ là cao nhân tới bây giờ là mấy trăm tuổi rồi không? À, nếu mà mình tính tuổi á, thì bần đạo không có tính theo lục giáp, không có tính theo lục giáp, tại vì tính tuổi á, là mình phải tính tuổi vũ cơ hàn. Vũ cơ hàn. Yeah. Vũ cơ hàn tất nhiên là vũ trụ hoàn cầu bát môn chuyển xây, cơ thiên tiền định đổi dời, hàng ngày hàng giờ mỗi phút chuyển xây. Mình tính theo cái tính theo tuổi vũ cơ hàn. Yeah. Tức là hồng thiên sông núi á. Yeah. Thì cái lúc đó là cái trời đất bắt đầu hình thành, là từ vô cực, là có con số không á, mới sanh vô cực, mới sanh thái cực, thái cực sanh lưỡng nghi sanh tứ tượng sanh bát quái. Là tất nhiên là nếu mà tính sơ sơ chắc cũng trên 9.000. 9.000. Trên 9.000 tuổi. Dạ, dạ. Rồi. À, như vậy là những cái thắc mắc của các bạn ở trên quý vị khán giả ở trên kênh thì mình đã chuyển tới vị cao nhân đây. Và nãy giờ là vị cao nhân cũng đã hồi đáp mình những cái câu hỏi đó rồi. Thì nếu bạn mà tính theo lục giáp á. Dạ. Bạn nói đi, chú kênh nói tiếp. Dạ, dạ. Rồi thì những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra ở trên kênh, và cũng có nhiều người gọi điện trực tiếp nhờ mình hỏi cao nhân, thì nãy giờ mình đã chuyển tới cao nhân và cao nhân đã hồi đáp lại cho các bạn rồi đó. Thì dạ, rồi xin cao nhân nói tiếp đi ạ. Còn tính mà theo người trần thế, người đời mình nói nôm na là người đời trần thế, là họ tính theo là thiên can địa chi. Yeah. Thiên can là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, là thập thiên can. Còn địa chi là 12 chi, là tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Đó là tính theo lục giáp ấy, là giáp tý, giáp tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp thìn, giáp dần. Là người trần thế họ tính theo tuổi là tính theo là lục giáp. Dạ. Còn bần đạo tính theo vũ cơ hàn, chứ không có tính theo tuổi lục giáp như người trần thế. Dạ. Đó. Nếu mà tính đủ lục giáp năm nay bần đạo nhiêu tuổi? Đó, sao tính nổi, sao tính ra 9.000. Tên 9.000 không có tính theo tuổi lục giáp mà tính theo là tuổi căn á. Dạ, giờ tôi thấy ông tỷ tôi hết hồn, tôi là người con.
thầy anh quen mấy lần rồi ha. Dạ bữa em có nhờ qua nhà. À tuổi học thiên sông núi á, tuổi căng á. Dạ là anh quay cái clip mà qua nhà nè. Dạ anh à. Qua nhà cũng có nhiều người quay ở ngoài đường. Nhưng mà ở bên nhà của cao nhân thì mấy cái clip trước các bạn có thể thấy là cái vị cao nhân thờ một cái thờ thiên nhãn. Thờ thiên nhãn. Cái ban thờ đó rất là trang trọng, nhớ là đặt ở cái vị trí rất là cao. Có nghĩa là họ nói là bần đạo theo đạo Cao Đài. Dạ. Theo đạo Cao Đài, thờ thiên nhãn là theo đạo Cao Đài, nhưng mà bần đạo không có ăn theo, nhưng mà bần đạo là có nói là trên YouTube á là dạ. Bần đạo là ở trên xuống. Nhưng mà tại vì cái cơ duyên bần đạo thấy cái thiên nhãn và cái quyền di và đã đến với bần đạo giống cha là cái thiên nhãn. Dạ. Chứ không phải là bần đạo theo đạo Cao Đài là dạ. Bần đạo mới thờ thiên nhãn. À. Là cái chân lý là thiên nhãn là mắt trái mắt phải. Là thiên nhãn là mắt trái. Dạ. Thiên nhãn là biểu tượng cho thái dương. Mà thái dương là con mắt của mặt trời. Dạ. Trời. Dạ. Là trong đạo sao người ta gọi là trời cao có mắt á là. Đó. Đó. À. Mấy này tái xe. Tôi thấy ông thì tiền hẹo với mắt tôi quanh lại tôi coi ông cũng bị. Tái xe nay hết rồi, nay xui dữ. À, chia sẻ riêng với cao nhân một chút xíu về cái chuyện mà hôm bữa cái có cái anh bạn mà tới thăm cao nhân cùng với lại chủ kênh đó. Cái anh mà người tướng hơi mập mập đó. Rồi nhớ. Sau khi được tặng tiền tờ tiền căng xong cho chủ kênh về anh đó thì anh đó đang cầm giữ thì rất là may mắn. Sau đó thì anh đó mua 5-7 tờ vé số gì đó thì đã trúng giải đâu bữa đó cũng được 10 mấy triệu gì đó thôi đã rồi. Dạ. À, vậy là anh đó giữ một giữ chứ chủ kênh không có giữ. Dạ hai thằng hay qua lại với nhau đó thì để đâu cũng vậy. Thì hôm nay bần đạo sẽ tặng cho chủ kênh một tờ. Dạ chủ kênh có đồng ý không? Dạ rất là cảm ơn cao nhân, nếu mà được vậy rất là cảm ơn cao nhân. Đây, hôm nay có cái cơ duyên. Dạ. Thì gặp chủ kênh ở đây và chủ kênh là một người có cái tâm rất tốt. Dạ. Đối với xã hội mình đó. Và cũng như hướng về những người nghèo, những người neo đơn, những người đi lang thang đó. Dạ. Thì rất là có tâm thì bần đạo sẽ tặng cái tờ tiền 10 đồng này cho chủ kênh YouTube. Cảm ơn chủ kênh. Dạ. Rồi. Tôi rất là cảm ơn vị cao nhân đã tặng tờ tiền. Tiền này là tiền căn. Tiền này là tiền căn. Tiền căn. Tạ tính bằng tạ. Dạ. Hai tạ an quán, tạ chủ, tạ an quán Vĩ Vũ Tòa Sơn Khai. Dạ. Mà mặt sau là tạ chủ Long Ân. Đây là tờ 10 đồng. Đây là tờ 10 đồng. Dạ. Đó. Tiền căn. Dạ. Rồi rất là cảm ơn cao nhân. Rồi, cảm ơn cao nhân. Rồi được quen công nhân cho mình được ngồi với công nhân được quay lên clip. À đây tình cờ cũng có một khán giả kênh, vừa là khán giả kênh vừa là một người rất là thích cao nhân. À, nãy giờ nghe cao nhân nói chuyện là cũng rất là say sưa và có những cái hỏi han đến với cao nhân ha. À, xin anh cho biết anh tên gì, ở đâu và biết vị cao nhân này qua cái kênh nào ạ? À? À, mình tên Hùng. Dạ. Mình ở phường 3. Dạ. Kế bên. Thì anh có thường gặp cao nhân ở đi bán vé số ở đây không? Thường. Dạ. Không thường. Nhưng mà hôm nay hồi nãy anh nói là anh chạy xe ngang và rất là bất ngờ khi thấy vị cao nhân này thì anh bất ngờ về điều gì? Bị một con mắt. Dạ. Mà lúc trước là gặp cao nhân là không có bị con mắt đó. À. Bây giờ mới gặp thấy là mới quành lại hỏi cao nhân là bị lý do bị gì. Dạ. Cái đó cũng giống như cái duyên vậy đó, anh mới biết được. Dạ. Điều đó. Dạ. Dạ. Rồi dạ. Xin cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Cảm ơn sư phụ Pháp Mau Pháp Bình. Dạ. Khi nào mà cao nhân đi bán vé số lại thì có gì anh ủng hộ cao nhân ha. Dạ, rồi. Cảm ơn anh Hùng nhiều. Đó một vị khán giả kênh cũng là một cái người rất là mến mộ cao nhân các bạn. Bên cạnh những người mà người ta nói những cái điều không hay thì cũng có những người rất là lịch sự với cao nhân như vậy đó các bạn. Cuộc đời vẫn đẹp sao ha anh Hùng. Yeah. Rồi mình cũng xin kết thúc video ở đây tại vì nãy giờ mình cũng đã quay cao nhân hơi lâu rồi, cũng có hơi phiền tới cao nhân rồi.
Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Cao Nhân có muốn nói lời nào với khán giả nữa không thưa Cao Nhân? Thì Bằng Đạo cũng có cái lời gửi đến quý vị khán giả cũng như quý vị có tâm đạo, cũng như nhân các vị nhân sĩ trí thức, thì cũng nên thức tỉnh ăn chay trường và tập ăn chay trường và lại sám hối. Để khi cái này không phải cho nói, khi cái việc nó đến thì mình cũng còn sống sót để mà coi cái hội Long Hoa đó. Yeah. Rồi. Rồi, xin cảm ơn. Nếu ai quý vị nào tin thì cứ việc làm y vậy. Dạ, rồi. Rồi, xin cảm ơn Cao Nhân rất là nhiều. Chúc Cao Nhân có một cái ngày đi thực hiện cái việc mà đi bốn phương tám hướng thành công ha Cao Nhân, thưa Cao Nhân. À, anh Di Đà Phật, cảm ơn anh phóng viên. Cảm ơn phóng viên, chúc anh phóng viên dồi dào sức khỏe và vạn sự lành. Yeah. Và cầu chúc cho anh được phát triển tốt trên cái con đường của mình, trên YouTube á, cái kênh của mình càng ngày càng phát triển. Dạ, dạ. Cũng cầu chúc cho bạn bên khán giả của bên Khám Phá Miền Tây đã có nhín thời gian theo dõi kênh và ủng hộ kênh. Dạ,